Rồi, xin chào bạn con. Thầy sẽ lại tiếp tục cái chuỗi video về tính tổng các số có quy luật hoặc là các tích mà có quy luật. Ở đây thì có cái đề bài là tính S xì bằng 1 nhân 3 cộng 3 nhân 5 cộng 5 nhân 7 cộng 7 nhân 9 cứ liền tù tì như vậy cho đến 99 nhân 101. Khoảng cách hai thừa số ở đây là 2 nhá. Từ 3 sang 5 thì cách nhau hai đơn vị, từ 5 sang 7 cũng cách nhau hai đơn vị. Thầy nói rằng là khoảng cách hai thừa số là 2. Thế thì cái mẹo mà thầy đã ghi từ những video trước rồi thì bây giờ không giải thích dài dòng nữa mà chúng ta áp dụng thôi nhá. Giải thích thì nó nằm ở đằng trước. Cứ khoảng cách mà là k ấy, khoảng cách của hai thừa số mà là k ấy thì ta sẽ nhân nó với 3k. Thì ta sẽ nhân nó với 6. Tại vì khoảng cách là 2 thì ta nhân với 6. Thế cái 6 này thực ra thì giải thích cũng dễ hiểu thôi, lại giải thích vào đây vậy. Nhá, ta nhìn một cái tích thế này chẳng hạn thì theo quy luật là cách nhau hai đơn vị, sau số 7 nó sẽ là số mấy? Sau số 7 nó sẽ là số 9. Thế trước số 7 à trước số 5 là số mấy? Trước số 5 là số 3. Và 9 trừ 3 thì ra 6. Vậy chúng ta sẽ phải nhân với 6. Để làm gì? Để chúng ta có cái liền tù tì đó là 3 5 7 xong rồi lại 5 7 9. Rồi sang bên này ta lại sẽ có 5 7 9, 7 9 11 thì 11 trừ 5 ra 6. Cái thằng đầu này nó hơi vênh một tí không sao nhá, toàn cục là nó có quy luật vênh một số hạng đầu tiên không sao cả, được không nào? Ta bắt đầu này, S xì mà đem nhân với 6 thì chúng ta sẽ nhân từng cái số hạng với 6, đó là 1 nhân 3 nhân 6 cộng 3 nhân 5 nhân 6 cộng 5 nhân 7 nhân 6 cộng 7 nhân 9 nhân 6 cộng chấm 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 99 nhân 101 và nhân với 6. Tại sao? Tại vì là khi mà chúng ta có một cái tổng A cộng B nhân với 6 thì chúng ta sẽ có A nhân 6 cộng B nhân 6. Nếu mà A trừ B nhân với C thì chúng ta có A nhân C trừ B nhân C. Đây là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng trừ. Đúng không nào? Rồi bây giờ tạm thời thì cái đầu tiên này thầy chưa viết mà thầy cứ viết cái thứ hai nhá để cho mọi con hiểu. Đây là 3 nhân 5 nhân với mở ngoặc 6 thì bằng gì? Sau số 5 là số gì? Là số 7. Trước số 3 là số gì? Là số 1. 7 trừ 1 thì ra 6. Đó. Rồi, số 6 này thì sao? 5 nhân 7 giữ nguyên, bên trong viết thành 9 trừ 3. Đó. Trước số 5 là số 3, sau số 7 là số 9. Mà liền tù tì phải là 5, 7, 9 trừ đi 3 5 7. Đó, cộng với 7 nhân 9 nhân 11 trừ 5 thì cũng ra 6. Cuối cùng 99 nhân 100 à chấm chấm đã chứ nhỉ? Phải chấm chấm đã chứ. Cộng với chấm 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 99 nhân 101 nhân 103 trừ 97. Rất là đúng quy luật. Thế thì cái chỗ này chúng ta mới nhìn này. Chúng ta thấy nó là gì? Trừ đi 1 trừ đi 1 3 5. Vậy chỗ này mình sẽ cộng 1 3 5. 1 nhân 3 nhân 5 cộng 1. Nhá. Không sao cả, chỗ này viết dấu cộng. Một mình nó dấu cộng thôi, còn tất cả là đúng quy luật là dấu trừ hết. Để làm gì? Để chỗ này chúng ta có này, 1 nhân 3 nhân 5. Đây, 1 nhân 3 nhân 5 cộng 1 nhân 3 nhân 1. 1 nhân 3 nhân 1 cộng 3 nhân 5 nhân 7 trừ 1 nhân 3 nhân 5. Đây chính là do nhân ở trên này ra. Rồi tiếp tục cộng 5 nhân 7 nhân 9 trừ 3 nhân 5 nhân 7. Đây. Đó, cộng 7 nhân 9 nhân 11 trừ 5 nhân 7 nhân 9. Đây, là do mình nhân phân phối ở đây mà ra. Cứ như vậy. Cuối cùng 99 nhân 101 nhân 103 trừ 97 nhân 99 nhân 101. 101. Thầy viết ẩu nó thành 104 thì hỏng việc. Được chưa nào? Rồi chúng ta mới nhìn thấy gì đây? Chúng ta mới nhìn thấy cái quy luật rút gọn. Đó là cứ cộng 135 thì lại trừ 135. Cộng 357 thì lại trừ 357. Cộng 579 thì lại trừ 579. Như vậy là cộng cái này thì nó hết với cái này. Trừ cái này thì nó hết với cái đằng trước. Cuối cùng chúng ta còn gì? Chúng ta còn đây. Và chúng ta còn ở đây nữa. Nhá. Thì 99 nhân 101 nhân 103
cộng với 3. Đây, cộng với 3. Đây là SC nhân 6. Vậy S của chúng ta sẽ bằng gì? Sẽ bằng 99 nhân 101 nhân 103 cộng 3 tất cả chia 6. Đó, kết quả của chúng ta đấy. Nha, kết quả của chúng ta. Được chưa nào? Thế nếu mà chúng ta thích tổng quát lên thì bọn con hoàn toàn có thể tính được cái S. S thì là 1 nhân 3 cộng 3 nhân 5 cộng 5 nhân 7 cộng chấm 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 cộng đến 2N trừ 1 nhân 2N cộng 1. Các số lẻ mà. Nhá. Thế thì cũng làm tương tự như thế này, nhân lên 6 rồi cuối cùng chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có tích của 3 thừa số cuối cộng với 3 rồi chia cho 6. Thì công thức sẽ là 2N trừ 1 nhân 2N cộng 1 nhân 2N cộng 3. Khoảng cách phải là 2 đơn vị đấy nhá. Từ đây sang đây là 2 đơn vị, từ đây sang đây là 2 đơn vị. Sau đó lại cộng với 3 tất cả chia cho 6. Đó. Thế thôi. Được chưa nào? Rồi, thầy sẽ lại tiếp tục cái video tiếp theo với một cái khoảng cách khác đi nhá.